yếu à. Đã chạy mạnh không? Yếu à, cũng vừa phải, chứ không mạnh lắm. Đủ. Vậy cái đài nước mua cái máy khác người ta uống. Yeah, cái kia không đủ rồi. Cái này dài hơi tiếng luôn không? Cái gì ông đỡ? Dạ. Có tiếng ngựa hả? Có triệu mấy cả 2 triệu á. Triệu mấy? Tùy theo dòng, Đài Loan hay Trung Quốc nữa. Cao về à. Không, cỡ cái máy, cái quả tỉa xíu à. Ừ, cục lớn nè.